Xin được gửi lời chào tới toàn thể quý anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì Dũng Audi cho ô tô số 1 Hải Dương tiếp tục về cho quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe Xpander đây ạ. Một chiếc xe đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều anh chị em, và là một cái chiếc xe gầm cao 7 chỗ ngồi với form dáng thiết kế hiện đại và rất là đẹp các bạn nhé. Một chiếc Xpander được sản xuất vào năm 2019 này. Số sàn động cơ của xe là 1.5 nhập khẩu, gầm cao 7 chỗ ngồi màu trắng đạm. Và chiếc này thì bên em bao zin, bao đẹp, bao chất các bác nhá. Máy zin, số zin, cột kèo keo chỉ zin, xe đẹp không lỗi ạ. Bao test hãng toàn quốc luôn. Đó, được chưa ạ? Và bên em đang chào bán cho anh chị em với một cái mức giá là 465 triệu vẫn còn thương lượng các bác nhá. 465 triệu vẫn còn thương lượng cho bác nào đang quan tâm thiện chí về cái dòng xe này. Thì các bác có thể nhấc máy lên alo ngay cho Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn và sẽ chốt giá đẹp nhất cho các bác ạ. Hoặc là mọi người có thể về trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Lâm Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe này, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Em mời anh em nhà mình cùng em đi dạo qua một vòng để có thể ngắm sơ qua tổng thành form dáng, những chi tiết bên ngoài cũng như là sơn si của chiếc xe các bác nhé. Đó, một chiếc xe được trang bị lớp sơn màu trắng này, gầm cao 7 chỗ ngồi, và lớp sơn của xe còn cực kỳ là bóng bẩy luôn. Đó, còn cực kỳ là bóng bẩy, sơn zin lên đến 96-97% các bác nhé. Đó, lên đến 96-97%. Đó, được chưa ạ? Form dáng khá là đẹp này, hiện đại. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần ngoại thất của chiếc xe. Sau đó em sẽ quay vào trong phần nội thất này, phần keo chỉ gầm bệ, và cuối cùng là khoang động cơ của chiếc xe để cho mọi người vào xem và tham khảo đấy ạ. Đầu tiên là cái phần đầu xe đấy ạ. Logo và mặt ca lăng cũng được mã ốp chrome này. Đèn của xe thì vẫn là đèn halogen các bác nhá. Đó, đèn của xe thì vẫn là đèn halogen này. Và cái cặp đèn pha của xe còn khá là mới luôn, trong sáng, không có hiện tượng mờ, vẩn đục hay là vàng úa các bác nhá. Ở trên đây thì chúng ta có một cái giải đèn nét định vị ban ngày. Vâng đấy ạ, giải đèn nét định vị ban ngày đấy ạ. Và cái phần khớp lối của xe đây rất là khít luôn. Đó, cái phần khớp lối rất là khít các bác nhá. Sang cái cụm đèn pha bên này. Vâng đấy, cụm đèn pha bên này đấy ạ, cũng còn khá là mới này, trong sáng, không có hiện tượng mờ, vẩn đục hay là vàng ố. Đây ạ, cái phần giải đèn nét định vị ban ngày đây. Và cái phần khớp lối các bác nhá, phần khớp lối đấy ạ, rất là khít luôn, rất là khít. Chứng tỏ là xe không có hiện tượng va quệt cái phần cản trước này. La răng của xe, vâng, la răng của xe thì là la răng đúc dạng phay này. Lốp lác còn khá là dày các bác nhá. Đó, lốp lác còn khá là dày này. Cua lốp bên trong không có hiện tượng han gì mục mọt. Sang đến phần thân xe. Dạ vâng, sang đến phần thân xe thì xe được trang bị 4 la răng đúc dạng phay này. Đó, 4 la răng đúc dạng phay các bác nhá. Xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét đấy ạ. Vâng, xi nhan tích hợp trên gương bằng giải đèn nét này. Tay nắm cửa cũng được mạ ốp chrome, giúp bảo vệ cái phần sơn zin ở bên trong. Đó, rất là an toàn luôn. Và đây ạ, đây là cái phần la răng của xe đấy ạ. La răng của xe còn khá là đẹp các bác nhá. La răng đúc dạng phay nhìn nó đẹp thể thao này. Vâng, lốp lắp khá là dày, cua lốp thì không có hiện tượng han gì mục mọt. Ra phần la răng bánh đằng sau. Vâng đấy, phần la răng bánh đằng sau các bác nhá. Đó, la răng phay luôn. Được chưa ạ? Tiến ra phần đuôi xe. Vâng, tiến ra phần đuôi xe thì ở đây xe được trang bị gạt mưa đằng sau này. Vâng, có gạt mưa đằng sau và có đèn phanh trên cao các bác nhá. Đó, có đèn phanh trên cao, có gạt mưa đằng sau này. Cặp đèn hậu của xe thì cũng còn khá là mới luôn, trong sáng, không có hiện tượng mờ, vẩn đục hay là vàng ố. Cái phần khớp lối thì cũng còn khít đây các bác nhá, cũng còn khít luôn ạ. Đó, la răng đây. Nói chung là 4 quả la răng của xe còn rất đẹp luôn. Sang cái cụm đèn hậu bên này. Vâng đây, cụm đèn hậu bên này đã cũng vậy, cũng còn mới này, trong sáng, không có hiện tượng mờ, vẩn đục hay là vàng ố. Đây, cái phần khớp lối đây các bác nhá. Đó, cái phần khớp lối thì còn khít này, chứng tỏ là xe cũng không có hiện tượng va quệt cái phần cản sau. Tiện đây thì em sẽ quay luôn cái phần gầm bệ của xe để cho các bác vào xem và tham khảo đấy ạ. Vâng, đây cái phần gầm bệ của xe các bác nhá. Đó, phần gầm bệ của xe này
Sassi còn rất là sáng luôn, không có hiện tượng han rỉ mục mọt. Lốp sơ cua thì được trang bị dưới gầm xe đạm. Đó các bác nhá. Lốp sơ cua trang bị dưới gầm xe. Sassi gầm bệ của xe còn rất là sáng luôn, không có hiện tượng han rỉ mục mọt. Quá ok. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong khoang nội thất của chiếc xe để cùng tìm hiểu về những trang thiết bị được trang bị trên cái chiếc xe này các bác nhá. Đây, nội thất bên trong của xe đây. Còn rất là mới và đẹp luôn. Xe được trang bị gương kính chỉnh điện này. Đó, có gương kính chỉnh điện các bác nhá. Ở đây thì chúng ta có cân bằng điện tử chống trơn chống trượt. Táp lô táp ly là hai màu. Táp lô táp ly hai màu. Tiến vào bên trong. Và tiến vào bên trong thì xe được trang bị màn hình giải trí này. Được chưa? Màn hình giải trí các bác nhá. Đó, những cái lúm vặn điều hòa đấy ạ. Những cái lúm vặn điều hòa thì cũng còn rất là mới luôn. Còn rất là mới luôn ạ. Hộp số sàn 5 cấp động cơ 1.5. Có chế độ eco tiết kiệm nhiên liệu. Ghế là ghế da hai tông màu các bác nhá. Nội thất ghế da hai tông màu, đó là màu đen và màu kem đấy ạ. Trần lỉ nguyên bản theo xe đã được bọc nhựa và xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa cho hàng ghế đằng sau các bác nhá. Đó. Điều hòa trung tâm rất là to luôn. Đó, rất là mát cho hàng ghế đằng sau. Đây ạ, phần tắp ly của xe đây. Đó. Là phần tắp lô này. Vô lăng. Một chiếc xe đời 2019 cho nên là xe còn rất là mới và đẹp luôn. Giá chào bán thì bên em đang chào bán với giá là 465 triệu vẫn còn thương lượng các bác nhá. Cho một chiếc Xpander 2019. Số sàn động cơ 1.5, nhập khẩu màu trắng. Bác nào quan tâm thiện chí thì có thể nhấc máy lên. Alo ngay trong Dũng qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn và sẽ chốt giá đẹp nhất cho các bác ạ. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào quay giới thiệu chi tiết cái phần kỹ thuật của xe. Như là keo chỉ 4 cánh cửa này, keo chỉ cốt xe, keo chỉ lóc cabo cũng như là khoang động cơ của chiếc xe các bác nhé. Đầu tiên là phần keo chỉ cánh cửa bên trên, phía bên lái đấy ạ. Vâng đây, keo chỉ đây. Đó, thẳng tắp nguyên zin này. Đó, được chưa ạ? Còn đây là phần ốc tai. Vâng, phần ốc tai thì vẫn còn chấm sơn và còn cực kỳ là mới các bác nhé. Phần bản lề trên, bản lề dưới đấy ạ. Và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau đây các bác nhá. Trên dưới này. Đó, tất cả là còn nguyên zin và vẫn còn chấm sơn. Cái ngoài chốt cửa đây ạ. Ra cánh cửa đằng sau. Dạ vâng, keo chỉ cánh cửa đằng sau đây ạ. Đó. Keo chỉ cánh cửa đằng sau các bác nhá. Được chưa ạ? Đây là phần ốc tai này. Phần bản lề trên. Bản lề dưới đây ạ. Tiến ra phần cốp xe. Vâng, ra phần cốp xe thì đầu tiên cũng là phần ốc đai các bác nhé. Đó, phần ốc đai này. Hai bên cũng không có hiện tượng vặn mở ốc. Phần keo chỉ của cốp xe thì cũng còn rất là đẹp và nguyên zin luôn. Đó. Phần keo chỉ cốp xe đây ạ. Được chưa ạ? Khoang cốp xe. Vâng, khoang cốp xe khi mà anh chị em dựng cái hàng ghế thứ ba lên như này để chở được 7 người thì cái khoang cốp xe cũng không được rộng rãi cho lắm các bác nhá. Các bác cũng có thể để được một chút đồ thôi. Ở phía dưới đây thì chúng ta có một vài cái hốc để đựng những cái đồ nhỏ nhỏ đây, những đồ vật nhỏ các bác nhá. Ở bên hông đây thì chúng ta có một cái hốc để đựng cái bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe đấy ạ. Thiết kế rất là gọn gàng. Đó, một cái hốc để đựng cái bộ dụng cụ cứu hộ của chiếc xe. Lốp sơ cua thì được trang bị dưới gầm xe rồi. Đó, lốp sơ cua được trang bị dưới gầm xe rồi. Còn mà khi chúng ta hạ cái hàng ghế thứ ba xuống như này thì cái khoang cốp xe cực kỳ là rộng rãi các bác nhá. Khoang cốp xe cực kỳ là rộng rãi luôn. Giúp chúng ta cũng có thể chở được rất là nhiều đồ. Đó, được chưa ạ? Quá là ok. Đây nha các bác nhá. À, những con ốc vẫn còn cực kỳ là mới và vẫn còn chấm sơn này. Xe thì bao zin, bao đẹp, bao chất rồi. Là một cái dòng xe cũng đang nhận được sự quan tâm của rất nhiều anh chị em. Đó, bởi vì là giá thành hợp lý này, xe chạy tiết kiệm này, gầm cao 7 chỗ ngồi. Còn đây là phần keo chỉ của cánh cửa bên phụ đấy ạ. Cánh cửa bên trên các bác nhá, cánh cửa bên trên này. Đó. Đây là phần ốc tai, phần bản lề trên, bản lề dưới và cái phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau. Vâng, đây phần ốc bắt bản lề của cánh cửa đằng sau các bác nhé. Trên dưới này. Được chưa ạ? Nguyên zin luôn.
ra cánh cửa đằng sau. Vâng, đây keo chỉ cánh cửa đằng sau đây. Đó, thẳng tắp nguyên zin này. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và mới các bác nhá. Xe này quá chất rồi. À, đây là phần ống tai. Vâng, đây là phần ống tai đây ạ. Phần bản lề trên này, bản lề dưới. Đó, được chưa ạ? À, còn cái phần cuối cùng. Vâng, phần cuối cùng là em sẽ đi vào quay tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe, cũng như là phần keo chỉ của lắp capo, để cho các bác vào xem tham khảo. Xong rồi chúng ta sẽ đưa ra đánh giá cảm nhận về cái mặt chất lượng của chiếc xe các bác nhá. Xe thì bên em có như nào thì em sẽ tả như vậy. Các bác cũng có thể vào xem video của em. Em quay rất là chậm rãi, cẩn thận, kỹ càng, không khác gì các bác đang xem xe trực tiếp luôn. Đó. Vâng, đây ạ, tổng thể cái khoang động cơ của chiếc xe đã. Đó, rất là sạch sẽ như mới coi nhá. Rất là sạch sẽ luôn. Đó, bác chủ cũ đi rất là cẩn thận giữ gìn, cho nên là cái khoang động cơ của xe thì sạch sẽ như mới này. Nhìn đã hết cả mắt luôn. Đầu tiên cũng là cái phần ốc đai của lắp capo đây ạ. Đó, cái phần ốc lắp capo các bác nhá. Và những cái phần đinh tán kia vẫn còn tròn xe này. Zin đét luôn này. Đó, cụ giảm sóc này. Được chưa ạ? Đây là phần keo chỉ. Vâng, đây phần keo chỉ đây. Và những phần đinh tán thì các bác có thể nhìn thấy những phần đinh tán vẫn còn rất là tròn các bác nhé. Ở đây thì chúng ta có một cái tem này, Mitsubishi Moto. Đó, được chưa ạ? Và phần ốc đai bên này nguyên zin các bác nhé. Tai đèn cũng là tai đèn zin này. Đó, tai đèn zin này. Đó, tai đèn bên này cũng vậy, tai đèn zin các bác nhé. Ok chưa ạ? Động cơ của chiếc xe. Vâng, động cơ của chiếc xe thì như các bác có thể nhìn thấy đây. Đó, sạch sẽ như mới các bác nhá. Ốc chân máy thì vẫn còn nguyên chấm sơn đây, và không có hiện tượng vặn mở ốc. Trước này thì máy zin, số zin, cột kèo keo chỉ zin, xe đẹp không lỗi các bác nhá. Đó, đảm bảo cam kết luôn. Các bác cũng có thể về trực tiếp tại cửa hàng để xem xe, rồi là test xe, chạy thử xe, cảm nhận đánh giá trực tiếp về cái mặt chất lượng của chiếc xe các bác nhá. Vô tư thoải mái luôn ạ. Đây, em quay rất là kỹ luôn. Đây à, keo dàn cò là keo zin các bác nhá, keo zin luôn. Đó, được chưa ạ? Ốc chân máy thì vẫn còn nguyên chấm sơn này. Khoang động cơ thì sạch sẽ như mới luôn. Nhìn đã hết cả mắt. Đó, được chưa ạ? Tổng thể khoang động cơ của chiếc xe đây. Ở đây chúng ta có một cái tấm lỉ chống ồn chống nóng này. Vâng ạ, cái tấm lỉ chống ồn chống nóng thì cũng vẫn còn nguyên vẹn đấy ạ. Đó, được chưa ạ? Vâng, tổng thể cái khoang động cơ này sạch sẽ như mới luôn. Quá đẹp. Dạ vâng, thì vừa rồi em cũng đã quay giới thiệu chi tiết tổng thành form dáng lộn ngoại thất keo chỉ khoang động cơ cũng như là gầm bệ của chiếc Xpander 2019 phiên bản số sàn để cho anh Nha Trang vào xem và tham khảo ạ. Anh Nha Trang đang quan tâm về cái mẫu xe này thì có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại 0855 966 966. Em sẽ tư vấn và sẽ chốt giá đẹp nhất cho các bác ạ. Hoặc là anh Nha Trang có thể về trực tiếp tại cửa hàng có địa chỉ duy nhất tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tân Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để xem xe này, test xe, chạy thử xe cũng như là cảm nhận đánh giá về chất lượng của chiếc xe mà cửa hàng bên em đang chào bán đấy ạ. Vâng, anh em Trâm đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì ủng hộ cho Masin một nút đăng ký kênh để mỗi lần em Dũng có những video giới thiệu chi tiết những mẫu xe mới nhập về cửa hàng hoặc là những cái buổi live stream báo giá, trò chuyện, tư vấn trực tiếp cùng toàn thể anh chị em thì anh chị em sẽ nhận được thông báo về điện thoại ạ. Cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ Dũng Audi. Hẹn gặp lại toàn thể anh chị em vào những video lần sau ạ. Xin chân thành cảm ơn.